20 có tới 3 phiên bản, tất cả đều hỗ trợ 5G. Vào cuối năm nay, những chiếc iPhone 2019 mới được Apple cho ra mắt. Tuy vậy đã có không ít thông tin được hé lộ về mẫu iPhone của năm 2020. Thông tin mới nhất từ The Verge cho thấy, iPhone 2020 sẽ được trang bị kết nối 5G. Đây là một điều bất ngờ bởi trước đó, theo dự đoán của nhà phân tích Minh Chi Kuo, chỉ hai trong số 3 mẫu iPhone được tích hợp công nghệ mạng 5G khi ra mắt vào năm 2020. Về cơ bản, 5G bao gồm hai giải tần có tần số hoạt động khác nhau. 5G có thể được triển khai ở một hoặc cả hai giải tần nói trên, tùy theo sự lựa chọn của mỗi quốc gia. Trong khi đó thông tin mới nhất cho thấy, iPhone 5G sẽ hỗ trợ cả băng tần mm wave và sắc 6. Theo nhà phân tích ming Chi Kuo, việc tích hợp công nghệ 5G sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh cho những mẫu điện thoại của táo khuyết. Đây là một sự thật bởi trong thế giới của smartphone chạy Android, kể cả những mẫu điện thoại giá rẻ cũng sẽ có kết nối 5G, áp lực từ các đối thủ cạnh tranh như Samsung. LG buộc Apple phải tham gia sâu hơn vào cuộc chiến 5G. Hiện tại, chỉ có lác đác một vài thiết bị 5G đang được bày bán trên thị trường. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi khi hàng loạt mẫu điện thoại 5G sẽ được mở bán vào năm 2020. Do những tranh cãi giữa Apple và nhà sản xuất chip Qualcomm, từng có thông tin cho rằng hãng này sẽ bị tụt lại một vài năm so với đối thủ trong cuộc chạy đua 5G. Tuy vậy, Apple đã nhanh chóng lật ngược thế cờ bằng cách chi ra 1 tỷ đô la Mỹ nhằm mua lại mảng kinh doanh modem điện thoại thông minh của Intel thỏa thuận với Intel sẽ giúp Apple có nhiều nguồn lực hơn để phát triển những mẫu iPhone 5G. Mặc dù vậy, những thiết bị chạy modem 5G đầu tiên do Apple sản xuất sẽ chỉ được bán ra vào năm 2021. Điều quan trọng là chỉ sau một năm nữa, người dùng sẽ nghĩ rằng 5G là một tính năng cơ bản và cần thiết của một chiếc điện thoại di động. Chính vì vậy, các mẫu điện thoại cao cấp như iPhone phải được trang bị 5G nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng cũng như để được hưởng các chính sách ưu đãi tốt nhất từ phía nhà mạng.